Ok, hello các bạn, chào mừng các bạn lại với mình. Mình là Sơn Bóng Đá, bên cạnh mình là anh Tâm, bạn Quý, anh Trắng, anh Toàn và anh Tân các bạn ha. Thì hôm nay 6 anh em mình sẽ mang lại cho các bạn tới một cái buổi tập, không phải một cái set tập cuối buổi các bạn, và thế theo yêu cầu của rất là nhiều bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ kéo xa. Có thể tập theo rồi cái cách tập rất đơn giản các bạn. Thứ nhất, chúng ta sẽ có 3 người tập, là một người tập, hai người nghỉ, được chưa? Thì bạn có thể chọn lượt của bất kỳ người nào bạn thích. Ví dụ như lát nữa mình với anh Trắng và bạn Toàn sẽ làm một team, thì bạn tập theo lượt của mình á. Thì mình tập thì các bạn tập, mình nghỉ thì các bạn nghỉ. Ok, và hôm nay mình sẽ kéo xà từ 1 cho tới 15, được chưa? Và chắc chắn trong cái lúc bạn tập á, sẽ có cái giai đoạn bạn bị yếu, bạn bị mỏi tay, bạn kéo không lên, thì chúng ta sẽ có dây trợ lực đây, nha. Thì dây trợ lực đây bạn có thể sử dụng bất cứ loại nào cũng được, miễn là bạn có giúp bạn có thể kéo xà đủ số rep là ok. Một quảng cáo thêm một tí thì dây này mình bán, các bạn có thể inbox mua với mình. À, không để bạn đợi lâu nữa, vào bài thôi các bạn. Thì cái mục tiêu của mình đơn giản là mình sẽ ráng hoàn thành cái số rep từ 1 tới 15. Thì ở đây sẽ có anh Tân sẽ kéo hơi gãy xíu, các bạn bỏ qua form của anh thì. Các bạn chỉ cần mục tiêu là đủ số rep trước, sau đó mình sẽ sửa dần form về sau này nha. Thôi không để bạn đợi lâu nữa. Rồi, anh Trắng chú ý đi chứ. Một cái. Một. Anh Trắng anh tới bước ra. Một. Rồi, một. Rồi. Hai. Rồi, Quý bắt đầu rẽ rồi, đã Quý ơi. Rồi Quý lên dây đỏ đi Quý ơi. Rồi kéo nhanh luôn, kéo nhanh luôn. Ba. Kéo chậm này kéo cho bạn. Đủ nhiều. Rồi lên dây đỏ luôn, lên dây đỏ. Ấp. Mà sao luôn, kéo lên. Thẳng tay xuống, này thẳng tay xuống hả? Ra ra vào, kéo vậy được à? Cho em nhìn em. Lên 5 đúng không? Lên 5 các bạn. Thoải mái. Ồ, thấy rồi đó. Thấy chưa? Ok rồi các bạn, tập lâu như mình còn gãy không gì anh Trắng rồi. Ờ lát tăng lên nhiều tiếng luôn nha. Cố lên. Thấy anh cộng như đỏ rồi.
Anh chắc rớt các bạn. Lát nữa có thể cho anh còn đi đỏ này. Đi anh. Tiếp. Rồi. Ok. Lát nữa cho anh đi đỏ đi anh đi tiếp mà. Rồi. Giờ quý lên 7 hả? Dạ. 7. 7 7 7. Quý ra lên 7 nữa bạn. À, toàn anh đang kéo 7 rồi. Ừ. Cái này nó mệt đó này. Thứ nhất là do mình được nghỉ ít. Thứ hai là cái bài kéo xa này nó tác động vào những nhóm cơ nhỏ nè. Mà nếu như các bạn cẳng tay yếu, sức nắm yếu á, các bạn dễ bị tuột lắm. Các bạn có thể tùy ý kéo chin up hoặc là pull up đều ok nha. Tám đúng không anh? Tám chưa? Năm. Quyết lên 8 hả? Quý lần lấy 4 tháng rồi. Lên. Nè. Rồi lát nữa lên như tiếng nha Quý. Chưa đủ 8 chưa? Cảm ơn. Rồi lát nữa lên dây luôn nha Toàn. Cái hai lần luôn. Cho hai bên là Long Dịch vô lên 5 giây quảng cáo rồi chứ. Trời ơi, đây nhỏ đi. Thì bao hiệp chính này anh trắng lên dây đó bạn ơi. Chờ lực 8 kg vậy anh. Rồi để đi 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 chút ra. Vô đây. Ở bên đây anh Tân đã lên 2 giây rồi các bạn. Không sao hết, anh Tân anh nặng 80kg hả? 80kg. 80kg lận rồi ơi. Quá. Ở đây mới chín hả? Quý. Em đi đâu vậy bạn? Em đi đâu hay là quý đâu? Anh nhớ là này quý đâu. Đâu, quý đâu. Giờ mới chín hả? Em lộn á, đừng ăn gian nữa. Lời mà cái đó anh chen. Lời mà. Lên. Lên nữa. Đó. Tiếp. Đó. Đẹp. Vô Tâm ơi. Chín. Hấp. Đỡ luôn nha. Tiếp. Tiếp. Phân phân. Tiếp. Tiếp. Ok. Vậy nha. Rồi bắt đầu từ 10 trở đi nó mới khó bạn. Từ 10 lên 15 nó mới vui. Hôm nay là mình không có chèn dữ á chị chưa? Chị có đi rep nè. Chín. Kéo kéo phụ. À, hôm nay mình chèn rep thôi. Các bạn bình thường thấy là mình hay chơi dữ rồi đúng không? Này cho rep thôi bạn. 10. Mạnh trắng ngáp ngáp rồi ơi. Vô đi anh. Ủa màn hình nó mờ. Lát nữa cho anh bắt đầu thiệp 10 để cho anh dây tím đen luôn nha. Không, tím đen luôn. Còn lấy xịt 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 chuối đi cho mau thấy. 10 nè. 10 anh. Tâm đi nhiêu rồi em? Đang đi 9 hả? Trắng nhìn thằng đây vừa mới sống ai trắng. Ủa tay à? Trắng. Sống anh. Trắng nghỉ lâu quá rồi. Vô.
càng kéo trợ lực nhiều vẫn ok á bạn. Tức là mình bào sao cho cái lưng mình nó nát luôn. Là được. Được chưa? Bốn cái nữa. Một bốn nữa. Tiếp một. Hai. Ba. Tiếp. Được. Được. Nó như thông 10 nữa hả? Vậy chừng nào mới thông 15 anh? Tiếp nè. Thôi lên tiếp luôn đi. Đó, hai cái nữa không dây thì lát mình sâu dây nha. Thả tay xuống Nam ơi. Thả tay xuống đưa chân ra trước. Cái quan trọng là mình đi được đủ số rep chứ không quan trọng là mạnh yếu sao các bạn. Mình chơi kiểu nào cũng được. Ơi. Cho anh tím đen luôn. Lên, cái nữa. Đó. Đi nhanh vậy thì ai mệt các bạn? Chắc mệt. Chắc mệt rồi. Ôi. Chưa luôn hả? Anh chắc là gì vậy đó bạn? Lên clip không thể yếu được. Đi 3 giây luôn rồi. Bị quý là đã chơi tới chờ lực mắt các bạn. Quyền chờ giúp cuối cùng à. Một đúng không? Trời. Bộ phụ đẩy sau rồi. Không. Không nổi đúng không? Để nông lên nữa. Rồi đó. Anh đi đó. À bắt tăng điểm sau rồi. Kéo đi lên. Có lẽ đỡ tăng điểm. Bây giờ mình đã chuyển qua cái chế độ là một người tập, một người đỡ các bạn. Đau tay này các bạn, mình xin chuyển từ là full qua chim tay này nha. 1 1 bạn, giờ nhắc lên 12. Anh chơi cho anh. Đưa luôn hả? Lì lắm mày ơi. Đã được còn 4 hiệp nữa anh. 2, 3, 4, 15 tới rồi. Máy rồi anh. 7. Thôi 7 gì nào, xong rồi lên dây đi. Đây. Được không? Không chờ nhiều hả? Bài vô đó là ngoả. Đuối vậy. Khi mình đã đuối rồi mình làm gì đuối mà. Ờ đó. Rồi thì không còn liên sĩ đúng rồi, vô. Chết. Rồi hai cái nữa. Lên luôn. Rồi. Anh đã già rồi, anh đã già rồi. Đó. Rồi, chạy. Lên nhiều ít 12 hả? Wow.
Bây giờ anh được rồi. Đã
nha. Ba cái nữa. Hiệp này nữa là một hiệp là xong rồi, mình sẽ ráng mình đi cốc dây luôn mày. Căng xù quá. Cốc dây. Má. Chẳng ơi. Anh sơ sắp muốn nó chỉ bậy rồi. Mỗi tay thì các bạn hai cái nữa nè. Quá trời ơi. 15 đi sáng ơi. Rồi nữa. Rồi. Ui rồi. Ui anh nhờ em có đỡ toàn anh nhớ nặng như nghe rồi. Nặng quá anh đỡ không nổi luôn. Nếu tôi xin nhận bạn luôn. Xin các bạn mình là tốt như mình là tốt. Vô. Đừng mai đây chúng mày đây. Ai? Rồi toàn đã xong rồi. Toàn toàn khỏe quá. Ôi lâu. Cái xà mà nó kỳ đó các bạn ơi. Okay. Đó tất cả những gì mình muốn gửi tới bạn trong clip này. Mình quá mệt rồi. Bạn cần gì thì cứ inbox đây. Ra tập với tụi mình thì 7:15 vậy được. 7:15 sáng mỗi ngày. Chiều chủ nhật nha các bạn. Bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.